trong chế độ ăn kiêng, thế nhưng loại thực phẩm ít calo luôn được ưu tiên. Vậy bạn đã biết thực phẩm ít năng lượng nhất phù hợp với những người ăn kiêng là những món nào hay không? Thì hãy ghi lại ngay để chuẩn bị bữa ăn cho gia đình mình nhé! Thịt lõi mông bò. Thịt bò là loại thịt rất giàu dinh dưỡng. Thịt bò là nguồn cung cấp vitamin B12 và sắt rất là lý tưởng. Bạn có thể ăn thịt lõi mông bò vì đây là phần thịt ít calo nhất đấy. Lượng calo thịt lõi mông bò là 138 calo trên 86 gram thịt. 2. Thịt ức gà không xương và da. Thịt ức gà là một loại thực phẩm ít calo, dễ dàng chế biến. Thịt gà cũng là nguồn protein dồi dào cho cơ thể. Lượng calo thịt ức gà cung cấp 92 calo trên 86 gram thịt. 3. Ức gà Tây. Ức gà Tây có nhiều protein, vitamin B6 và vitamin B3. Bên cạnh đó, thịt ức gà Tây, thực phẩm ít calo bạn có thể dùng cho thực đơn ăn kiêng hàng ngày. Lượng calo cung cấp 93 calo trên 86 gram thịt. 4. Thịt lợn thăn. Thịt thăn là phần thịt ngon nhất trong số các bộ phận ở lợn. Ngoài ra, thịt lợn thăn chứa rất ít calo nhưng lại giàu vitamin B cũng như dồi dào lượng protein chất lượng. Do vậy, bạn có thể thưởng thức thịt thăn luộc cùng với salad rau cải để giúp ích cho quá trình giảm cân bạn nhé. Lượng calo cung cấp là 122 calo mỗi 86 gram thịt. 5. Cá tuyết. Cá tuyết là một loại cá nạc trắng giàu protein nhưng mà ít calo. Cá tuyết chứa vitamin B12, iốt, selen và chứa một lượng vừa đủ axit béo omega 3. Lượng calo của cá tuyết 70 calo trên 86 gram thịt cá. 6. Cá hồi. Cá hồi là một loại cá béo chứa omega 3, loại axit béo, vitamin B12, vitamin B rất cao. Ăn thịt cá hồi với ít calo mà cũng giúp phòng ngừa các bệnh như là loãng xương, ung thư, huyết áp cao. Lượng calo của cá hồi 99 calo trên 86 gram thịt cá hồi. 7. Sò điệp. Sò điệp là thực phẩm ít calo mà lại chế biến thành nhiều món ngon. Tuy nhiên, để hạn chế lượng calo khi chế biến thịt sò điệp, bạn hãy hấp hoặc là nướng, tránh ăn kèm với nước sốt nhiều dầu mỡ bạn nhé. Lượng calo trong sò điệp 26 calo trên 5 con sò nhỏ, khoảng 30 gram thịt sò. 8. Hàu. Chỉ cần một con hàu sẽ giúp cung cấp 100% lượng vitamin B12, kẽm, selen mà cơ thể cần mỗi ngày. Do vậy, đây là thực phẩm ít calo mà bạn không nên bỏ qua. Lượng calo của hàu 41 calo trên 50 gram thịt hàu. 9. Cải thảo. Cải thảo chứa nhiều vitamin C, vitamin K và folate. Để giữ được trọn vẹn chất dinh dưỡng và hạn chế calo thì bạn nên ăn cải thảo luộc hoặc là hấp. Lượng calo cải thảo cung cấp là 12 calo trên 75 gram. 10. Cải song. Cải song có màu xanh, vị hơi nồng và rất ít calo. Thành phần cải song chứa nhiều vitamin A, C và K. Hãy thử kết hợp loại cải này vào món salad, nấu canh hoặc là xào cùng với các loại rau khác bạn nha. Lượng calo của cải song 4 calo trên 36 gram rau. 11. Dưa leo. Dưa leo hay là dưa chuột có lượng calo thấp vì dưa leo chủ yếu là nước. Trong dưa leo có chứa vitamin K1 vừa đủ và một số hợp chất thực vật có lợi. Lượng calo cung cấp 45 calo trên 300 gram dưa leo. 12. Củ cải đỏ. Củ cải đỏ không phổ biến nhiều ở các chợ nhưng bạn có thể mua ở trong siêu thị. Củ cải đỏ chứa khá nhiều vitamin C kèm theo và một lượng nhỏ folate. Lượng calo của cải đỏ cung cấp là 1 calo trên 6 gram củ cải. 13. Rau cần tây. Cần tây thuộc một trong những loại thực phẩm có rất ít calo nhất. Nhiều chị em đã áp dụng công thức nước ép cần tây để giảm cân và đẹp da. Lượng calo của rau cần tây 6 calo trên 38 gram rau. 14. Cải xoăn. Cải xoăn là thực phẩm có rất ít calo. Trong cải còn chứa vitamin A, C và K1 rất cần thiết cho cơ thể hàng ngày. Lượng calo của cải xoăn 34 calo trên 68 gram rau. 15. Cải bó xôi hay là rau chân vịt. Cải bó xôi nhiều folate, mangan và vitamin A, C và K1, rau chất chống oxy hóa. Ăn rau chân vịt có thể giúp bạn cảm giác no hơn, nạp ít calo vào cơ thể hơn. Lượng calo cung cấp 7 calo trên 30 gram rau. 16. Ớt chuông. Ớt chuông thì có vị ngọt tự nhiên, nhiều chất xơ, giàu vitamin C và carotenoid. Ớt chuông cũng chứa rất ít calo phù hợp cho thực đơn giảm cân. Lượng calo cung cấp 37 calo trên 119 gram ớt chuông. 17. Các loại nấm. Nấm là thực phẩm chứa rất ít calo và các lợi ích cho sức khỏe.
Nấm giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm viêm và giảm nguy cơ ung thư. Lượng calo nấm cung cấp 15 calo trên 68 gram nấm. 18. Dâu tây. Dâu tây rất giàu chất xơ, chất chống oxy hóa. Loại quả thơm ngon hấp dẫn này vừa giàu vitamin C, cũng như là thực phẩm ít calo nên có mặt trong bữa ăn hàng ngày của bạn. Lượng calo cung cấp 46 calo mỗi 144 gram dâu tây tươi. 19. Dưa vàng. Dưa vàng là thực phẩm ít calo, chứa nhiều các vitamin A và vitamin C và các khoáng chất. Dưa vàng cũng chứa hàm lượng beta-carotene, tốt cho đôi mắt và làn da. Lượng calo dưa vàng cung cấp 60 calo trên 176 gram dưa. 20. Việt quất. Quả việt quất là loại trái cây ít calo nhưng mà rất là bổ dưỡng. Trong quả việt quất chứa chất chống oxy hóa, vitamin C, vitamin K1 và mangan, chống lại bệnh tim, nâng cao sức đề kháng. Lượng calo của việt quất là 84 calo trên 147 gram việt quất. 21. Bưởi. Bưởi ăn nhiều cũng không sợ mập vì là thực phẩm chứa rất ít calo. Trong bưởi lại có nhiều vitamin C. Bạn nên chọn bưởi trong thực đơn ăn kiêng bởi loại trái cây này vừa ít calo lại vừa giàu dinh dưỡng. Lượng calo bưởi cung cấp là 57 calo trên nửa quả hoặc 136 gram tép bưởi. 22. Kiwi. Ăn kiwi chứa nhiều vitamin C, chứa nhiều chất xơ và vitamin K1, rất tốt cho sức khỏe. Bạn có thể ăn salad kiwi hoặc là smoothie kiwi cũng rất là ngon nha. Lượng calo của kiwi 46 calo trên 75 gram. Sữa tách béo. Sữa tách béo là nguồn protein chất lượng cao và lại có hàm lượng calo thấp. Sữa tách béo chứa canxi và vitamin D rất tốt cho sức khỏe. Lượng calo cung cấp là 86 calo trên 240ml sữa tách béo. Sữa chua không đường. Lượng sữa chua không đường rất tốt cho hệ tiêu hóa. Trong sữa chua không đường có nhiều protein, canxi và là thực phẩm ít calo mà có thể ăn thoải mái. Tuy nhiên bạn nên lựa chọn sữa chua nguyên chất, không đường, chỉ nên thêm mật ong hoặc là trái cây để tạo vị ngọt tự nhiên thôi nha. Lượng calo cung cấp 137 calo trên 245 gram sữa chua.